Xin chào các bạn. Một quan chức quân đội cấp cao của Belarus vừa tuyên bố nước này sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu chủ quyền và độc lập của đất nước bị đe dọa. Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 30 tháng 6, Thứ trưởng Quốc phòng Kim Tổng tham mưu trưởng Belarus Pavel Muraveko cho biết, hàng nghìn binh sĩ NATO đang áp sát biên giới Belarus khiến cho căng thẳng leo thang. Hiện giờ có 10 tiểu đoàn chiến thuật của NATO với tổng quân số khoảng 20.000 người đang đóng gần biên giới của chúng tôi. Sáu tiểu đoàn trong số đó là của Mỹ, ông nói. Ông nhấn mạnh tình hình này đang khuyến khích Belarus đánh giá cẩn thận mọi hành động của quân đội NATO. Ông Lukashevich cũng cáo buộc Ukraine đưa quân lính, đặt mìn và các chất nổ khác gần biên giới. Tuy nhiên, Kiev khẳng định việc triển khai lực lượng đến biên giới không gây ra mối đe dọa nào cho Belarus. Ngược lại, chúng tôi buộc phải tự vệ, kể cả ở mặt trận Belarus, vì nước này tiếp tục hỗ trợ và đã mở cửa biên giới cho lực lượng Nga, người phát ngôn cơ quan biên phòng Ukraine Andriy Demchenko cho biết. Về phía mình, Tổng tham mưu trưởng Belarus Moravko cũng đưa ra cảnh báo, Belarus sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đã triển khai trên lãnh thổ của mình nếu chủ quyền hoặc độc lập của Belarus bị đe dọa. Chúng tôi đã học cách sử dụng những loại vũ khí này và có thể sử dụng chúng một cách tự tin. Và các vị có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm điều đó nếu như chủ quyền và độc lập của đất nước chúng tôi bị đe dọa, ông Moravenko nhấn mạnh. Vũ khí hạt nhân chiến thuật được thiết kế nhỏ hơn và sử dụng ở tầm gần, khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở tầm xa. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Không giống như kho vũ khí hạt nhân chiến lược, kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga không bị hạn chế bởi các hiệp ước ràng buộc chặt chẽ giữa các cường quốc hạt nhân. Những vũ khí này có thể được bắn từ một loại hệ thống dùng chung với các loại vũ khí thông thường, bao gồm hệ thống tên lửa Iskander M, tên lửa hành trình Kaliber và KH-59, một loại tên lửa và bom thả từ trên không do lực lượng không quân chiến thuật và chiến lược của Nga mang theo. Tàu ngầm tên lửa hành trình lớp Yasen và một loạt hệ thống pháo thông thường bao gồm Mastera, Acacia, s Pion, Manka và Tiobant. Đạn hạt nhân chiến thuật cũng có thể được trang bị trên các hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược của Nga bao gồm A135, bảo vệ Moscow và được cho là các hệ thống S300 và S400 di động. Tuy vậy, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt tương tự không vũ khí hạt nhân chiến lược của nước này. Trong đó, Moscow hạn chế nghiêm ngặt các trường hợp đáp trả hành động gây hấn chống lại Nga bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Hoặc là hành vi gây hấn thông thường nghiêm trọng đến mức nó được coi là đe dọa cho sự toàn vẹn của nhà nước Nga. Năm ngoái, Nga đã triển khai những loại vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus theo thỏa thuận. Belarus, một đồng minh của Nga, có đường biên giới dài 1.250 km với các nước thành viên NATO là Latvia, Litva và Ba Lan. Nga và Belarus nhiều lần cáo buộc phương Tây tìm cách phá hoại nước này. Do vậy, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để gian đe. Belarus đã thông qua học thuyết quân sự mới vào tháng 4, lần đầu tiên cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Cũng trong tháng 4 vừa rồi, Nga và Belarus cũng đã tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật chung. Cuộc tập trận tập trung vào duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu của nhân lực và khí tài trong triển khai vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật để bảo vệ chủ quyền của nhà nước liên minh Nga và Belarus. Moscow cho rằng các cuộc tập trận như vậy diễn ra là hoàn toàn bình thường và cần thiết bởi động thái thù địch của Mỹ và các đồng minh châu Âu. Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tuyên bố hôm ngày 9 tháng 5, vũ khí hạt nhân là loại vũ khí đáng sợ, nhưng nó cũng chỉ là một loại vũ khí. Vì vậy, để sử dụng những loại vũ khí đó, chúng ta phải huấn luyện, chúng ta phải biết cách sử dụng chúng. Căng thẳng leo thang đang diễn ra, chúng ta nên làm gì trong tình huống này? Việc tập trận với loại vũ khí này là cần thiết. Theo tổng thống Belarus, Nga và Belarus đã thông báo công khai về cuộc tập trận trong bối cảnh căng thẳng leo thang, trước hết xuất phát từ Ukraine. Tuy nhiên, sự leo thang không chỉ xảy ra ở Ukraine, vì Trung Đông đã bùng cháy với Iran ở gần đó và xa hơn nữa là khu vực Thái Bình Dương. Ông Lukashenko nói thêm. Như họ đã nói, đây là những vũ khí giàn đề, như bạn nên nhận ra rằng chúng tôi, Belarus và Nga, đặc biệt coi chúng là vũ khí giàn đẻ, Nhà lãnh đạo Belarus nói thêm. Ông Lukashenko khẳng định Belarus và Nga muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn xảy ra chiến tranh và không muốn Ukraine trở thành bàn đạp để tấn công. Đó là lý do chúng tôi sát cánh cùng Nga, không chỉ vì chúng tôi là những đồng minh pháp lý, ông Lukashenko nói. Đồng thời cho biết Belarus cũng có máy bay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vì công được đào tạo và tên lửa Iskander. Chúng tôi nói với phương Tây rằng, hãy bình tĩnh lại vì chúng tôi có mọi thứ cần thiết nếu như các ông giữ cái đầu lạnh và suy xét mọi thứ, ông nói. Hãy xem những gì đang diễn ra xung quanh Belarus. Phương Tây nóng lòng muốn kéo chúng tôi vào cuộc xung đột quân sự của họ, Họ đang làm điều đó nhằm khiến cho chúng tôi giàn trải lực lượng dọc biên giới, khiến chúng tôi không thể kháng cự và khiến tình hình leo thang đến mức cả thế giới sẽ run sợ. Ông Lukashenko nói. Belarus đã tham gia cuộc tập trận ở giai đoạn thứ hai trong tổng số ba giai đoạn và kết quả của cuộc tập trận sẽ được tổng kết khi giai đoạn ba kết thúc. Chúng tôi không có ý tấn công bất kỳ ai, nhưng mọi người nên hiểu rằng chúng tôi rất thuần thục trong việc này. Ông Lukashenko nhấn mạnh. Trong một diễn biến khác, hôm 24 tháng 5. Belarus đã đình chỉ tham gia hiệp ước quân sự châu Âu, còn gọi là hiệp ước quân sự CFE. Hiệp ước CFE được ký vào năm 1990 giữa 16 thành viên NATO lúc đó và các quốc gia khối hiệp ước Warsaw nhằm thiết lập thế cân bằng quân sự, hạn chế số lượng tăng thiết giáp, pháo, trực thăng và chiến đấu cơ đóng quân tại châu Âu, tránh các bên tập trung lực lượng quy mô lớn để tấn công chớp nhoáng. Hiệp ước này chính thức có hiệu lực vào năm 1992. Tuy nhiên, Belarus nhấn mạnh Việc đình chỉ tham gia CFE không có nghĩa là Belarus sẽ rút khỏi hiệp ước. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này chỉ không có kế hoạch tăng số lượng trang thiết bị, vũ khí quân sự liên quan đến hiệp ước CFE trong thời gian tới mà thôi. Nhưng rõ ràng điều này đã cho thấy Belarus đã ngày càng tăng căng thẳng với các nước châu Âu. Tổng thống Lukashenko tháng trước cho biết việc hàng chục vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai trên lãnh thổ Belarus theo thỏa thuận cuối năm ngoái giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin là một hành động mà Nga và Belarus cho rằng có tác dụng để gian đe phương Tây. Belarus là đồng minh thân cận của Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên thảo luận về tình hình liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine với ông Lukashenko. Belarus tuy không trực tiếp tham gia xung đột nhưng đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Kiev trong những ngày đầu tiên diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Động thái của Belarus diễn ra không lâu sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 5 thông báo, Tổng thống Putin đã lệnh tiến hành một cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật trong tương lai gần. Moscow giải thích, cuộc tập trận là phản ứng đối với những tuyên bố mang tính khiêu khích gần đây của Pháp Anh và Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đầu tuần này tiếp tục khẳng định lại lập trường rằng Paris không loại trừ kịch bản đưa quân đến Ukraine. Trong khi đó, ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết, London không phản đối Ukraine sử dụng vũ khí do nước này viện trợ để tập kích vào lãnh thổ Nga. Sau đó, đúng một tháng, quân đội Belarus hôm ngày 10 tháng 6 cho biết đang tham gia vào giai đoạn 2 của cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật của Nga diễn ra theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, tướng Viktor Krenin cho biết cuộc tập trận lần này là biện pháp chủ động nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng sử dụng cái gọi là vũ khí trả đũa. Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng tôi quyết tâm đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào đặt ra cho đất nước của chúng tôi và nhà nước liên minh giữa Nga và Belarus, Bộ trưởng Krenin nói. Ông không nói rõ cuộc tập trận diễn ra ở đâu hay vũ khí nào được sử dụng trong cuộc tập trận. Vị tướng trên nói thêm rằng, "Chúng tôi không đặt mục tiêu gây ra bất kỳ căng thẳng nào trong các vấn đề an ninh khu vực. Chúng tôi không dự đoán các mối đe dọa quân sự liên quan đến các nước thứ ba hoặc bất kỳ ai khác. Ông khẳng định Belarus là một quốc gia hòa bình và không đe dọa hay tìm cách đối đầu với bất kỳ quốc gia nào." Theo các nguồn tin, giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận diễn ra ở miền Nam nước Nga vào tháng trước cuộc tập trận này là động thái mà các nhà phân tích hạt nhân cho là tín hiệu cảnh báo của ông putin nhằm ngăn chặn phương tây can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở ukraine tổng thống putin và nhà lãnh đạo belarus alexander lukashenko hồi năm ngoái tuyên bố nga đang chuyển một số vũ khí hạt nhân chiến thuật sang belarus đây là những đầu đạn được thiết kế để sử dụng trên chiến trường một số nhà phân tích phương tây tin rằng moscow ngày càng coi trọng vũ khí hạt nhân chiến thuật kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine về lý thuyết, việc sử dụng loại vũ khí như vậy có thể gây sốc cho phương Tây, chứ chưa nhất thiết gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Mặc dù nguy cơ leo thang là rất lớn và mục đích chính của Nga là muốn gửi thông điệp cứng rắn tới Ukraine và phương Tây khi tiến hành tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.